Chào các em, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em học bộ môn sinh lớp 8. Ở tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu bài 46 trụ não, tiểu não, não trung gian. Thì đi vào cái hoạt động thứ nhất, các em sẽ tìm hiểu về vị trí và các thành phần của não bộ. Thì các em quan sát cái hình não bộ bổ dọc thì chúng ta sẽ thấy là vị trí các thành phần của não bộ thì gồm có là trụ não, não trung gian, tiểu não và đại não. Ở bài này thì các em sẽ tìm hiểu 3 phần: trụ não, não trung gian, tiểu não, còn đại não các em sẽ tìm hiểu ở cái bài tiếp theo. Đi vào hoạt động thứ nhất, các em sẽ tìm hiểu về vị trí và các thành phần của não bộ. Về thành phần của não bộ gồm trụ não, tiểu não, não trung gian và đại não như thầy đã giới thiệu ở trên. Vậy vị trí các thành phần gồm trụ não tiếp liền với tủy sống ở phía dưới, nằm giữa trụ não và đại não là não trung gian. Trụ não gồm hành não, cầu não và não giữa. Não giữa gồm cuốn não ở mặt trước và cuốn não sinh tư ở mặt sau. Phía sau trụ não là tiểu não. Tiếp theo, các em sẽ tìm hiểu hoạt động thứ hai: cấu tạo và chức năng của trụ não. Các em sẽ quan sát tiếp cái hình não bộ bổ dọc. Thì cũng như tủy sống, trụ não gồm chất trắng ở ngoài, chất xám ở trong. Chất trắng là các đường liên lạc dọc nối tủy sống nối các phần trên của não và bao quanh chất xám. Chất xám ở trụ não tập trung thành các nhân xám. Ở trên hình chúng ta thấy các dây thần kinh não. Đó là các trung khu thần kinh nơi xuất phát các dây thần kinh não. Và đặc biệt là em thấy là có 12 cái đôi dây thần kinh não gồm 3 loại: dây cảm giác, dây vận động và dây pha. Thì ở đây các em chú ý cái 12 đôi dây thần kinh não. Ví dụ như là cái đôi dây thứ hai, nó điều khiển cái cơ quan thị giác, và dây thần kinh số 8 điều khiển cái cơ quan thính giác. Vậy cấu tạo và chức năng của trụ não gồm chất trắng ở ngoài, đó là đường lên hay còn gọi là cảm giác, và đường xuống là vận động liên hệ với tủy sống và các phần của não. Chất xám ở trong tập trung thành các nhân xám là nơi xuất phát 12 đôi dây thần kinh não. Chức năng của trụ não: chất xám là trung khu điều khiển điều hòa hoạt động các cơ quan tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa hay còn gọi là các cái cơ quan sinh dưỡng. Tiếp theo các em sẽ tìm hiểu một cái bộ phận thứ ba, đó là não trung gian. Thì ở đây chúng ta thấy là cái não bộ bổ dọc. Quan sát cái hình này thì các em sẽ thấy được cái vùng của não trung gian. Chức năng của não trung gian là điều khiển các quá trình trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt. Đó là cái nơi chuyển tiếp các đường dẫn truyền từ dưới lên não. Chúng ta sẽ tìm hiểu tới hoạt động thứ tư, tiểu não. Em quan sát cái hình ảnh tiểu não. Tiểu não nó gồm có chất xám ở ngoài và chất trắng ở trong. Người ta có cái thí nghiệm như thế này: phá hủy một bên tiểu não ếch thì ếch nhảy và bơi lệch về phía bị hủy tiểu não. Hoặc người ta làm thí nghiệm khác là phá hủy tiểu não chim bồ câu, con vật đi lảo đảo mất thăng bằng. Thì qua cái thí nghiệm này ta chứng minh được là cái chức năng của tiểu não là điều hòa phối hợp các hoạt động phức tạp và giữ thăng bằng cho cơ thể, là đường dẫn truyền nối vỏ tiểu não với các phần khác của hệ thần kinh. Thì ở đây chúng ta có một cái câu hỏi, em sẽ giải thích vì sao người say rượu thường có biểu hiện chân nam đá chân chiêu trong lúc đi. Vì cái người say rượu chân nam đá chân chiêu là do rượu đã ảnh hưởng đến hoạt động của tiểu não. Tiểu não không điều hòa phối hợp được các hoạt động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể một cách chính xác, nên người say rượu bước đi không vững. Bài học tới đây kết thúc. Tiếp theo các em sẽ tìm hiểu bài đại não. Em sẽ đi vào cái hoạt động thứ nhất, em sẽ tìm hiểu cấu tạo của đại não. Các em quan sát lại hình 46.1 não bổ dọc. Em nêu nhận xét về vị trí sự phát triển của đại não so với tiểu não và não trung gian. Thì xét về vị trí thì đại não nó nằm phía trên não trung gian, là thành phần phát triển nhất của não bộ. Vậy cấu tạo của đại não, trước tiên thì chúng ta sẽ xét về cấu tạo ngoài. Thì ở cấu tạo ngoài này các em sẽ quan sát kỹ hình 47.1, 47.2 sách giáo khoa như sau.
chúng ta có cái hình não bộ nhìn từ trên và bán cầu não trái. Não bộ hình nhìn từ trên thì chúng ta thấy là cái chú thích số 1 đó là rãnh liên bán cầu, và chú thích số 5 là thùy trán, số 9 là khe não, số 6 là thùy đỉnh, số 8 là thùy chẩm, và số 10 người ta gọi là cái khúc cuộn não. Còn cái bán cầu não trái thì chúng ta thấy là số 6 là thùy đỉnh, số 5 là thùy trán, và số 2 là rãnh đỉnh, và số 3 là rãnh thái dương, và số 7 là thùy thái dương, còn số 8 là thùy chẩm. Vậy đại não người rất phát triển, che lấp cả não trung gian và não giữa. Bề mặt của đại não được phủ bởi một lớp chất xám làm thành vỏ não. Bề mặt của đại não có nhiều nếp gấp, đó là các rãnh và khe, làm tăng diện tích bề mặt của vỏ não lên tới 2.300 đến 2.500 cm vuông. Hơn 2/3 bề mặt của não nằm trong các khe và rãnh. Vỏ não chỉ dày khoảng 2 đến 3 mm, gồm 6 lớp chủ yếu là các tế bào hình tháp. Các rãnh chia mỗi nửa đại não thành các thùy, rãnh đỉnh ngăn cách thùy trán và thùy đỉnh, rãnh thái dương ngăn cách thùy trán và thùy đỉnh với thùy thái dương. Trong các thùy, các khe đã tạo thành các hầu hay khúc cuộn não. Dưới vỏ não là chất trắng, trong đó chứa các nhân nền. Các em xem chú thích hình vẽ sau đây để chúng ta sang cái hoạt động, cái bước thứ hai về cấu tạo trong. Thì ở chú thích cái hình này, chúng ta thấy số 1 là chất xám, số 2 là đường liên bán cầu, số 3 là nhân nền, số 4 là đường dẫn truyền xuống, số 5 là nơi bắt chéo. Vậy cấu tạo trong gồm chất xám là vỏ não, nó dày 2 đến 3 mm, gồm 6 lớp tế bào, chủ yếu là các tế bào hình tháp. Chức năng của nó là trung ương thần kinh của các phản xạ có điều kiện, cảm giác, ý thức, trí nhớ, trí khôn. Chất trắng nó nằm ở dưới vỏ não là các đường thần kinh, chức năng chung của nó dẫn truyền, nối các vùng của vỏ não và nối hai nửa đại não với nhau. Và nó còn nối giữa vỏ não với các phần dưới của não và với tủy sống, và cũng là nơi chứa các nhân nền. Tiếp theo, các em sẽ sang cái hoạt động thứ hai, tìm hiểu về sự phân vùng chức năng của đại não. Quan sát hình 47.4, một số vùng chức năng của vỏ não, các em sẽ thấy. Ví dụ, các vùng chức năng của vỏ não chúng ta có chú thích số 3 là vùng cảm giác, chú thích số 4 là vùng vận động, số 6 vùng hiểu tiếng nói, chú thích số 7 vùng hiểu chữ viết, chú thích số 5 vùng vận động ngôn ngữ, chú thích số 8 vùng vị giác, thích số 2 vùng thính giác, và chú thích cuối cùng là chú thích số 1 là vùng thị giác. Vậy sự phân vùng chức năng của đại não, vỏ não có các vùng cảm giác và vận động có ý thức, hay người ta còn gọi là cái nơi là phản xạ có điều kiện. Vùng cảm giác có nghĩa là thu nhận và phân tích các xung thần kinh từ các thụ quan. Ở người xuất hiện cái vùng vận động ngôn ngữ, vùng hiểu tiếng nói và chữ viết. Tiếp theo thì các em sẽ so sánh cái não của cá, não ếch, não thằn lằn, não chim, não thú. Tiếp theo là não người, thì chúng ta thấy là phát triển hơn hẳn so với năm cái não mà ở các em đã học ở cái phần động vật. Bài học tới đây kết thúc. Thầy xin chào các em, chúc các em có một ngày học tốt.